Wow, Minh đang làm gì đấy? Ai liếm kem à? Minh liếm kem ngon thế. Ai mua kem như thế Minh liếm đấy. Bố mua à? Thế Minh cho bố liếm cùng không? À, Minh có cho bố liếm kem cùng không? Đó, thế con liếm đi, con bố giả vờ đấy. Con liếm đi. Liếm đi không có chảy. Kem có ngon không con? Nó lạnh không? Đó à. Hôm nay mẹ đi đâu con nhỉ? À, mẹ đi công tác à? Bà đi đâu? Bà đi công việc. Bà đi công việc à? Thế là chỉ có hai bố con mình thôi à? Thế à, thế con có buồn không? À. Con buồn nhỉ? Nhưng mà mẹ về mẹ mua, con ngoan mẹ về mua quà cho con nhé. Đúng, quà khủng long. Tối nay tí nữa về nhà xong bố gọi điện cho mẹ, con nói chuyện với mẹ nhé. Đồng ý không? Ừ, ngoan lắm nhỉ? Con chó con nhà với bố ngoan mà. Chuyên nghiệp thế nhỉ? Ôi kem chuyên nghiệp thế, ngon thế.